Hi, xin chào các bạn thân mến, mình là Delalam đây và hôm nay mình sẽ quay trở lại chơi tiếp The Witcher tập thứ 6. Bây giờ mình sẽ phải đi gặp thêm một cái vị khách nữa ở trong cái khán phòng này. Không phải khán phòng mà là một cái buổi bán đấu giá chứ. Vẫn còn một vị khách nữa. Ông này chăng? Mid Viren 2/3 của mình gặp hai người rồi, một hồi nãy là cái ông bán chanh, sưu tập chanh kia, còn nãy là bà kia nữa, bây giờ tới lượt ông này ha. Sao thưa ngài? Ngài cần tôi giúp chuyện gì à? Halbert, it's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right. Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, isn't it? Come on, admit it. Không, tôi sử dụng cái quân bài của Northern Rims. I prefer the Northern Rims. Muốn rủ đánh bài đúng không? Chơi luôn. Not a bad deck, Nilfgaard, but I'll take the Northern Realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Helbert. Geralt here's a positively superb player. Superb! We got a minute before the auction starts, so... Nudge, nudge, wink, wink. Maybe around? Vậy chứ đánh bài thì Garo không bao giờ từ chối cả. Tại sao không nào? Why not? Muốn cược bao nhiêu nè? 250 với 10 luôn. Suppose it's not whether you win or lose. Sure, I'm game. Brilliant! I'll lay my cards out. Naturally. Geralt, may I have a wee word? What is it? Tôi đang đánh bài mà ông. Rủ well, tôi ra đây chị. Since I brought you together, I do believe I'm owed a share of your winnings, if there are any. 10%. I find this fair source, okay? Pretty clear now why you wanted us to meet. One cardinal bit I've learnt in my tree, friend. Coin than a stick. So, what will it be? Chia cho ổng 10% hả? Rồi được thôi. Coi như giới thiệu khách well, cho mình. You did help with the guards at the door. Alright, 10% of any winnings is yours. Any chance for 15? Don't push it, Vimy. 15% đừng có mơ. Được all voi right. Đòi tiền. Game on. Vô ông nội. Như vậy thôi, chả có gì để phải thay đổi cả. Chơi nào. Ồ, hắn chơi quân bộ Nidgar kìa. Để xem mình có quân nào cần đổi không. Đổi lá này đi. Đệt. Lấy có đúng, đúng, đúng phải lá Catapult vậy. Này cũng ngon á. Ok, tạm vậy đi. Hay là đổi thêm lá của thằng cha Vesemir này. Ui, lấy lá gì vậy? À, lá này hả? Giờ đánh trước nữa mới căng. Mình đánh cái lá đó là mình sẽ rực rút hai lá. Wow, 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 nice. Chơi trò gì vậy ba? Đậu phộng đểu vậy. 11 điểm rồi. Đánh lá này là tất cả các Grand với là C unit giảm xuống còn 1. Mà từ từ đi. Mình để một quân cận chiến lên đã. Điểm số bây giờ là 4-11. Chờ cho nó tung bài ra nhiều lên. Pass rồi. Thế thì chúng ta có thể có cơ hội thắng. Để xem cái lá này là có ability gì. Có thể restore a unit to battlefield random effect bow layer. Có nghĩa là lấy từ cái đống bài bỏ đi hả? Chắc là vậy rồi.
8, 16. Bây giờ mình đánh lá này là hả, nó sẽ tiêu đời ngay. 8 năm thắng. Là có được hai lá này nữa. Tuyệt vời không mặt trời. À, chỗ này ra trước nè. Lên. Gấp đôi. Có bài gì ngon đưa ra đi. Rồi đánh lá này dụ nữa coi. Ghê ta. Cũng có nhiều bài mạnh đó. 37, 31. Mình còn 5 lá. Bên nó còn 4 lá. À, thế này thì chúng ta sẽ thắng à. Cái lá này nó có một cái phép thuật. Có nghĩa là khi lá này được đưa lên bàn đấu á, thì nó sẽ rút một cái lá từ trong hầm mộ ra. Đây. Hồi sinh một lá nữa. Nhưng ít lên nữa 3 lá nữa. Oh man. Really that? Holy shit. Giờ hắn còn 3 lá, 2 lá hả? 8, 8, 16. Chắc là phải rút lá này lại. Rồi, cho nó thắng ván này đi. Ơ, tên này làm trò gì vậy? 3 lá. Thôi ván đấu này mình sẽ có 4 lá và địch thủ sẽ có 3. Hy vọng nó không chơi trò mắc dịch nữa. Tiếp. Ủa, chứ không phải mình chọn lá để mình lấy hả? Phải đọc kỹ lại cái lá bài này coi. Choose one card đi nè. Chứ à. Chắc là tại nãy hồi nãy toàn là quân hero không hay sao á. Nó hết bài rồi. Mình thắng. 86 điểm luôn, quá cao. Sao ông nội? Unbelievable, I don't buy it. You cheated, you must have something. Hexed me or whatnot. Oh, I'd be careful with the gab, Hilbert. Before Geralt takes a mind to demanding satisfaction. You give it to him, you damn midget. You bearded pinch fist. Oh, interest will be a right bit higher when that bugger next comes round asking for a loan. Để coi mình vừa lượm được cái lá Godim này nè. Ghê chưa? Ủa? Nhưng mà tại sao lại có cái loại bài này ta? Đâu có những cái quân bài gì giống với hắn đâu. Kệ, không quan tâm. Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah, at long last. Come with me to the fore. Won't see much elsewise. Rồi dẫn đường đi. Vậy cuộc phiên đấu giá sắp bắt đầu. Chúng ta vừa mới ăn được 250 đồng. Không biết có đủ tiền để mua cái gì không. Không biết có bán nô lệ không hả? Vimy, listen. Forgot to ask you. How's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold or not, they'll be in intermission. Horst Bosodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to bid? Dĩ nhiên rồi. Nếu mà có buôn bán nô lệ mình sẽ mua. To sneak me in here, I'd be an ass not to take a stab. Ha! Knew the bug would get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen,
Lot number one is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price? Quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. No. To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? Tự nhiên mua con nói vậy làm gì? Going once, twice, going thrice. The Honorable Yaramir enters a bid of 300. Ew. Any advance on three? 300 going. Countess Mignol at 350 going once, twice. Lot number one, the mysterious brass figurine, sold to Countess Mignol. Bà cũng lắm tiền á, không thể nào mà đổi được chứ bà. Lot number two. A canvas by the young Novigrad artist Van Roe, Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns, it's practically naught. Bít liền. Yes, the gentleman with the cat eyes. At 20. Do I hear 30? 20 going once, going twice, going thrice. Sold! Oh, man. Starry Night over the Pontar to the gentleman with the cat eyes. Mua được một món quá hời, không có ai đổi với mình hết. Món thứ ba. Rarity, scarce as hen's teeth. Spectacle. Ui, cái mắt kiến này hả? A frame of gold, mountain crystal lenses polished by the tiny dexterous hands of the gnome masters, once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Gwent Maestro Hilbert offers an advance of 50. Do I have three? My, haven't we livened up? 300 from Yaramir Ivanovich Zaitsev. Going once, twice. Thôi, cái mắt kiến của thằng cha giáo sư ở tập phần 1 cũng chưa. Brilliant. With the gentleman with the white hair now at 350. What? I didn't. 350 once. Cái gì? 350 twice. And 400 now with Countess Mignol. Any advance on that? Going once, twice, thrice. And sold! The professor's spectacles go to the countess! Oh, the excitement! With the three lots behind us, we'll go to an intermission. Amenities abound, please partake. We'll resume shortly. Ba món, rốt cuộc mình cũng mua được một món. Hồi nãy ông lùng ổng đưa tay mình lên hay sao ta? Chứ Garo đâu có mua cái món đó. Look! Horse Basudi! Come on, for some other cocksucker stealing. Just... Well, don't expect a warm welcome. Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who... comes uninvited. Ra đây là lão chủ nhà đúng không? Nói câu gì bây giờ? Nói câu gì cho nó nhã nhặn chút xíu. So bad. But you've gained by my presence. Dropped a hefty pile of crowns here. I'm not like Vivaldi. Profit alone only goes so far for me. I seek more. The auction house is primarily a meeting place for the local elite. I needn't tell you, an itinerant mutant doesn't quite fit in. Got the distinct impression the two of yous started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Can you hear her? This isn't working for me. Nói thẳng cái vấn đề đi, bây giờ tôi cần tìm cái ngôi nhà của Maximilian Borsodis. Right, let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodis house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? Chuyện đó cũng không có quan trọng đâu. Hay là nói từ Augiris. From Olgierd von Everek. Name mean anything to you? It does. Guards, escort the witcher Anh out. Đồ.
And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hamelfart. Honestly, he asked a question. It were a simple inquiry. One more word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but... No reason to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. Đẹp. Có cần phải còng tay ta ra như vậy không? Để từ từ ta đi chứ nào. Biết vậy mình đừng có nói tên hắn rè. Your swords, master. Law says we're to return them. Law don't say when though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honorable gentleman. Mm-hmm. Gathering place for the elite, truly. Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Trời. Shit. Mấy lính hồi nãy nó trả thù mình mà. Ủa. Not good. Xí. Cái con chuột của mình nó bị sao vậy? Sao nó hiện con chuột đấy? Oh, Wolfpop's got tea. Từ nào các anh bạn? Your mom smells of desperation. Chỗ này nó bị lỗi hay sao á? Một tên. Hai tên. Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast though, so you can sit tight a while. Chà đùa tụi nó. Seems true what they say. Sword or no sword, a witcher brings gold. Nhân vật nào đây? I'm in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Bosodi's house alone. Giờ... Nhưng mà làm thế nào mà anh biết là tôi tìm cái ngôi nhà đó? How do you know I was looking for the house? I was at the auction. Disguised, of course. That argument on the topic was hard to miss. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist? Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenfurt. Ask for some yarrow extract. He'll know why you've come. If this is a trap of some sort. We're seeing you. I hope. Là tên bí ẩn nào đây và chúng ta đang bị theo dõi. Có vẻ như cái tên Borsodia đó biết. What the f- thế này là thế nào ta? Đợi mình xíu nha. Ok, mình quay lại đây. Quỷ cái thằng mà bắt cái lỗi đó. À, bây giờ phải đi tới cái chỗ lão bán thuốc gần nhà lão bán thuốc ở gần đây và nói mật khẩu cũng gần ghê á. Lại mưa gió suốt ở Totsen thì nắng ấm tối ngày, còn ở đây thì mưa ngập mặt luôn. Trời ơi, coi sấm sét kìa.
Sao hồi trước mình không có để ý ta? Có sấm sét đẹp như thiệt luôn vậy. Phải nói mọi thứ nó quá thật. Rồi tiếng mưa, tiếng gió, rồi tiếng sấm sét, quá tuyệt vời. Là mình ngỡ cứ như đang ở trong một cơn mưa thực sự vậy. What? Con lợn rừng. Ôi trời. Út. Mà con lợn này nó bị thương rồi. Hãy nhìn có một cái mũi tên này trúng trên người nữa kìa. Come on, baby. Bolt between its ribs. It was being hunted. Something went horribly wrong, though. Có cái gì đó sai sai ở đây. Nhưng mà có lẽ hình như đó là một cái nhiệm vụ phụ hay sao đó. Hey there. Đi hướng này chứ. Chuyện gì đây? Các người muốn gì? Sao tự nhiên là mình lại đánh nhau với tụi này? Never learn. Này thì chơi búa này. Ôi. Come on. Tên. Chạy đâu vậy mấy bà? Một tên. Come on, đấu tay đôi với tên này. Ui. Bọp. Này nó che kín quá. Lão đảo luôn. Busy spot. Lots to do. Thôi toàn mấy thanh kiếm này không mà mang vô nặng lắm. Cái điểm gì ở đây? Ủa cái chỗ này có phải là cái chỗ mà that was rather efficient. That all you got to say? I saved your life. We'd have disposed of that rabble easily. Ghê vậy ba. Nay, I'll be precise. You know what I mean. Now, are you here to trade or not? Được rồi, tôi cần một cái thứ gì đó, tinh chất của cái yarrow là cái gì ta? Wouldn't happen to have some yarrow extract? I do. In the back. Follow me, please.
đâu để xem không có cái gì nào. Ủa dắt tôi đi xuống đâu vậy? Là cái này mà ổng gọi là cái bát. Này phải gọi là cái tầng hầm mới đúng chứ. Basement. Talk to the stranger, người lạ chứ không phải Hubris. Ủa dưới này hả? Mình nói chuyện với tay này rồi, ở dưới này còn có người khác nữa hả? Hồi nãy ý nó nói là we á, là chúng tôi là có nhiều người á mà. Ít. Ôi bị bạ. Mình tưởng mặc định nó là cái đuốc. Sorry. Làm phát hết hồn. Ê. Strangers, người lạ mặt. You've người áo đen nãy á. Good. Remains to be seen. Aim to tell me something, I think. So talk. How do I put this? We share a goal. We both need to get into the Borsodi's vault. Both want something that's in there. Why not pool our strengths? Sorry, but what exactly is yours? I have a plan. Spent the last year working on it. On paper. Time to set it in motion. You want, I can count on. Chị Nhi cơ, kế hoạch gì mà mất một năm tôi đâu có biết. Tôi còn thậm chí là không biết tên của anh cơ. Come on, I don't even know your name. What's that matter? Matters because you're clearly hiding something. Not just from me either. Wouldn't be sitting in a cellar in this shithole otherwise. We've all some stain on our conscience. But I've not asked for your hand in marriage, just for your help in a heist. We break in, each take what we need, and then go our own ways. Try to trick me any way, anyhow, you won't go anywhere. You know that? Because I'll take your head off right where it meets your neck. I'm aware of the risks. So, now that you've threatened me and all, are you in? Or are you not? Mình, các bạn có thể thấy cái bộ đồ mà cái thằng cha này nó mặc giống y chang như cái bộ đồ mà ở trong Skyrim không? Trong Skyrim cái bộ ở cái Thief Guard á, bên cái hội mà đi ăn trộm á, là tụi nó mặc cái bộ đồ y chang như cái lão này. Rồi được rồi, và chúng ta sẽ đánh làm một cái phi vụ. Cái Hex đó là một cái phi vụ á các bạn. Các bạn chơi nào mà GTA 5 á, là các bạn biết là cái Hex nó, từ Hex nó mình biết cái từ trong GTA 5 mà ra. Rồi mình còn hai câu hỏi nữa sẽ hỏi. Maxillian Bobo House, anh biết gì về nó không? Before we go any further, you even know what Max Borsodi's house is? I know it's in the vault. Didn't answer my question. Neither of you. Willing to help with the heist or not? Nhưng mà tôi có được cái lợi ích gì, có lợi nhuận, có phần chia gì trong ăn chia gì trong cái vụ này không? Và ông muốn tôi làm cái gì trong cái phi vụ này hả? The vault. What's in there for you? Something that was stolen from me. Ought I go to the city watch, tell them a crime's been committed, not organize a heist? I've tried. Repeatedly. I see. Cheated by the system, wronged by the world. Doesn't matter. What do they take? List to take a good while. So I'd rather change the subject. You in or not? Tham gia thì tham gia đó, nhưng mà phải giả bộ nói là hả? Tôi không phải là một tên trộm nữa. I'm not a thief. It's opportunity makes the thief, Witcher. I speak from experience. Talk. 20 Redanian soldiers guard the auction house, day and night. Patrols walk in circles around it, and here, past this corner, barracks. Brute force is out. Gotta get in quietly. Exactly. Not the simplest thing, though. Main entrance, armored door, windows, dimeridian bars. But not a fortress out there without a weakness. This one's no different. Patience happens to be my weakness, so dispense with the dramatic pauses and talk. Beside the house stands a tower, from which we can enter the attic. We can't hope to enter the tower from the street on account of the patrols, but there's a window 60 feet off the ground. No shutters, no bars. We've got to get up there and sneak across to the auction house, then down the stairs to the cellar, crack open or blow off the vault door, and voila!
Nghe có vẻ hợp lý á. Not all bad, except sounds like a lot of work for two. I'm fully aware of that. For this to work, we need two more accomplices. One to scale the tower, drop us a line. The other to open the vault, a safecracker, or a demolition specialist. I've already identified some promising candidates. All we've to do is select and recruit the best among them. Also your job. I'd prefer to remain largely out of sight. Mm-hmm. Assumed as much given your hood. Anything else? Aye. Well, that's among the details, which you will learn just as soon as you declare. Ok, vậy đi ha. So be it. Don't really have any other options. So be it, I'm in. But on one condition, no one dies. That clear? As the great son of Nilfgaard, how about we knock back around? Toast a mutually beneficial relationship. Rather get to work. What comes first? First, you have to assemble a crew. Then, there's the Redanian patrols to cull a bit. Too many wandering around, we could get noticed. Mấy cái ảnh mà ông dán trên tường là ai vậy? Culling the patrols là cái chủ gì ta? What's this about culling the patrols? Told you, no one dies. Easy. I don't want anyone's death. Just need some folk to be temporarily indisposed. Spit it out. Ông có thể nói thẳng ra xem nào. You've got to approach the garrison's cook. Convince him to spy the soldiers' nosh with something to keep some of them bedridden. One in two, I'd say. Want to raise suspicions. Now the formula for a potion that might do the trick. There. See? Brew up a bit of that. Hit the town, find the cook, then convince him to do you a favor. I don't know, cast a spell, toss him some coin. You could also use your fists. Ok, bây giờ... Ủa, tự nhiên phải hỏi hết ba câu này hả? Làm thế nào để chúng ta lọt vào được bên trong đây? Break-in artists, tell me about them. Assuming lack of vertigo to be the first requirement. Precisely why my favorite no. Eveline Gallo. A circus artist known better as the Irving. Just now performing with her troupe somewhere near Oxenfurt. Her specialities, rhythmic gymnastics. Breaking and entering. Not officially, no, but I've compared the route her troupe's taken with a list of the most audacious thefts in recent years. A perfect match. Highly doubt that's a coincidence. But if she's reluctant, we've another option in Hugo Hoff, alias Beef Patty, a halfling. Think he's fit? Pudgy face doesn't really match my image of a criminal. You'd be surprised. Hugo's notched up more break-ins than you felled monsters. More importantly, 2 years past, he nicked the gold-plated cock from the roof of the town all in no for that. So, yeah. Word has it, he's holed up in Oxenfurt, in a house near the Novigrad Gate. Be careful. He's modest in size, but apparently wicked dangerous. Ok, vậy còn làm thế nào chúng ta để mở được cái hầm đó? Alright, opening the vault. Who do we have? Let's start with the fact that one of them's a dwarf. Casimir Batty, native of Mahakam. A specialist in controlled explosions. Folks say he could blow Novigrad to the high heavens with but a pinch of saltpeter. Bolt door for him should be a cinch. Trời ơi. Oh man! The problem is, Casimir apparently hung up his detonators some time ago. He married, sired some littler ones, and settled in the village of Olmus. My plane turns down. Any options? Quinto. The North's most famed safecracker. Arrest warrants out on him in Kedwin, Lyria, Angryn, and Kavir. Sadly, he got nabbed a few days back by one Hans of Sidaris, a prick mercenary. As far as I know, his troops made camp east of Oxenfurt on the right bank of the Pontar. So I'd have to rip one from his cozy home, the other from a cozy cage.
Need to think about it. Ok, như vậy là để mình hoàn thành cái vụ cướp này chúng ta phải cần tìm một số đồng bọn. Ví dụ như giống y chang như là trong GTA 5 gì đó. Trước khi đánh cướp thì phải có chuẩn bị tất cả các đầy đủ đồ chơi á. Đã đến lúc tôi lên đường rồi. All right, I'm off. Got a bit to do. As do I. Get it all done and we'll meet back here. What then? Then we'll bug a horse up, down and sideways, all together. Ồ, để xem hắn có cái gì ở đây nè. Một đống đồ cướp được luôn kìa. Hóa trời những bức tranh quý. Mấy chỗ này là chỗ nào ta? Không lẽ cái nhà đâu bán đấu giá hả? Rồi coi cái bức tranh này muốn mẹo cổ luôn á. À, đây là những cái nhân vật mà chúng ta cần phải đi tìm nè. Bốn người. Rồi lại có một cái bản đồ nữa. Ủa mà sao nhìn giống cái bản đồ của Total Warhammer quá ha. Y chang luôn. Các bạn có thể thấy rất là giống luôn á. Và bây giờ việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là đi đến cái trại trại lính để mà tìm thằng Quintor. Mercenary Camp là trại lính đánh thuê. Bye nha ông. Chín giờ rưỡi tối rồi, trời hẳn còn mưa nữa. Đi ban đêm này ớn lạnh xương sống luôn. Hey there. Come on, lên. Chỗ đó có gần đây không? Gần. Trời đã bất tạnh mưa rồi. Nhưng mà ở khúc xa xa kia hình như vẫn còn mưa, chứ chỗ này có tạnh hả? Oh man, đám bandit ở đây. Thôi tập 2 cho nhà ngươi đó. Wow, cảnh chỗ này đẹp tuyệt vời. Chỗ này à? Cổng ở đằng kia mà. It means the Redanian coffers are near empty. Might be time to cross the Pontar. See if there's any work for us there. Nói chuyện với tên này chăng? Hay tên này. You post the notice? I did indeed. Hands of Sidaris, mercenary captain. Know of a monster that needs slaying. You interested? Khoan. Ví dụ gì đây? Let me open xem. Really? Mình đang làm cái nhiệm vụ đó hả? Này phải main quest không? À đúng rồi. Wow, quá trời luôn. Được rồi, đúng đường rồi đó. Bây giờ quay lại nói chuyện với tình này. Để chúc cho nội. Cái người trong cái lồng này là anh ấy là ai vậy? Dope in the cage. Who's he? Why? Look like a monster to you? No, then he's not your plowing concern. Vậy ông muốn săn một con quái vật như thế nào? What kind of monster are we talking about? If only I knew. It was like this. Got rid of it to hire me and my company, but he's been late with the pay the last weeks, and I'll be damned if we're to risk our lives for free, like hell. Couldn't agree more. But you were going to tell me about the monster. Yes, yes. We arrived here, encamped. Then it turned out some beast prowls the area. Snatches cows and the like. Reckoned we should help the local boys, so we grabbed our weapons and set out. Me and Kurt one way, Gerd and Henk the other. Gerd and Henk never returned. Whatever it was, it got him.
Jobs for a professional, clearly. So Kurt and me, we chipped in for a small reward, hoping someone's willing to help the locals avenge our comrades in the process. Awfully noble of you. Yeah. Mercenaries, we've our honor too. Well, Master Witcher, what will it be? Will you take the job? Ok, được thôi. Mình sẽ nhận cái nhiệm vụ săn con quái vật này. All right. Where do I start looking? South of here. It's where we split up. It's where we last saw Gerd and Henk alive. Như vậy là mình sẽ phải Ủa? Nói chuyện với thằng Quinto mà. Đâu phải thằng này đâu. Mà thằng Quinto là hình như thằng này nè. You Quinto, the one and only. A pleasure. For who might you be? Whoa, I'll have no pleasure here. Witcher, keep clear of the cage. Right. Anh ấy làm cái gì mà bị nhốt trong đây? What did he do to step on your toes? Ours, not ours. But he stuck sticks up a number of bankers' asses. Put a tidy price on his head, they did. And as Master Hands of Sidaris is an enterprising individual, he decided to nab me and claim the reward. Anyone give you leave to talk? Shut your trap! Shut your trap. Quinto, tôi cần cái giá này. I need Quinto. Alive. And I need coin. Lots of it. Lucky thing I don't much care who pays me. You or the bankers. Just as I said, an enterprising individual. And just as I said, clamp it shut. Stop interrupting. Where was I? Right. Want me to let him go? Pay up. Same as the wanted posters say. 200 đồng à? À, vậy đánh bài sao? Chứ gì chứ mình khoái đánh bài lắm. Buy him out? Pretty pedestrian. How about we play a round of cards for Quinto's freedom? Ooh, why not? But lose and the price on his head'll double. You in? Ok. Cứu mạng con người ta bằng cách đánh bài. What the hell? I'm game. Got my fingers crossed. Cứ cầu nguyện đi anh bạn. Đang chéo hai tay vào nhau trong lúc tôi chơi. Hy vọng là bài của hắn không có mạnh quá. Bài của một sóc chẳng có gì đáng sợ. Mình có hai lá đổi bài nè. Ngon. Toàn bài xịn nữa không? Quá đã luôn. Thử đổi cha này rồi. Ê, sợ ra lá này. Ra lá này thì tiêu à. Lấy lá khác rồi. Ui. Nhỏ. Đổi hai lá ra được lá thấp hơn. Cho lá này qua trước để rút thêm bài. Đó. Cái quân bài này nó không chịu tác động bởi phép thuật. Cho nên mình không có thể sử dụng cái lá này để nhấc nó lên được. Đó, trong khi nó lại lấy bài được của mình. Tệ. Chúng ta có cái gì? Twist trước đi. Oh, men's. Nice. Giờ mình có thể lấy lại được rồi nè. Đó là bài của mình chứ bài của ai? Năm năm ha. Lại thêm một lá nữa. Dữ. 23 luôn. Ok, bây giờ đánh lá này đi. Đù. Khó lắm vậy. Để
Để xem mình đánh thêm lá nào nữa. Đánh lá này nữa hay thôi. Hay đánh lá này đi. Thôi tung lá này ra được rồi đó. Cho người biết thế nào là lễ độ. 1-1 hết. Bây giờ cao nhất của nó là 6 ha. Nữa kìa. Sử dụng lá này để hạ sát hai lá bài của nó. Ồ, như vậy thì có khác gì nhau? Mình có thể kết thúc ở đây được rồi đó. Chúng ta còn 8 lá, nó chỉ còn 4 lá mà thôi. 32, trời. Đẹp, vậy mà để cho nó thắng kìa. Ôi. Ok, mà nhìn mà nó không có còn nhiều bài, nó chỉ còn có 3 lá thôi. Ơ? What the hell? Chơi chiêu với ta. Oh man. Đánh lá này vậy. Có quân gì? Chỉ có mỗi thầy Vesemir thôi à. Pass. Thế mình cũng pass. Và đây là vòng đấu cuối cùng. Garo lên đầu. Ghê ta. Cái này nó có tác dụng gì đây? Destroy your enemy strong. Close combat. Ôi. Bên nó không có close combat. Bó tay. Còn hai lá gì nữa ra nốt đi. Hai mươi sáu, 12. 18, 26. Nó vẫn thua của mình. Thôi thắng rồi, không cần phải ra bài nữa. Pass for me too. Let's total it up. I win. Heavy-handed hands, the Tretagor maneuver with cards like that. Get him out of here before a fucking burster. What? What's the key? And bạn của ta là. How did you? Fishbone did it yesterday. I was waiting for a lull to slip out. Witcher showed her before I could. Bài tên này là. Let that be my recommendation. Now, do tell. What's it you need me for? Tôi có một công việc dành cho anh. Need you to open something for me. Something bigger than a cage. Sounds interesting. Dying to hear the details. Herbalist's hut near Oxenfurt. Knock on the door. Ask for yarrow extract. Oh. Bây giờ mình sẽ phải đi đến ngôi nhà của Hugo Hop. Thì chắc là mình sẽ tạm thời xây game ở đây và sẽ tiếp tục một câu chuyện vào video lần tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Bye bye.